Dẫu cuộc đời này có hàng ngàn, hàng vạn con sông, suối, ao, hồ, thì anh cũng chỉ mong có một chén nước nhỏ của em thôi. Vì vậy, em đừng coi rẻ mong muốn đó của anh nhé. Tôi không coi rẻ, mà tôi chỉ sợ biết đâu sau này anh sẽ thay đổi. Vậy anh hỏi em nhé, em có chắc 10 năm nữa tình cảm của em sẽ không thay đổi không? Không trả lời được đúng không? Vậy hãy trân trọng hiện tại, để sau này chúng ta không có gì phải hối tiếc cả. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất.